Chào mừng các bạn đã đến với HeShop.com. Trên tay mình là mẫu dây chuyền cực kỳ dễ thương. Dây chuyền có mặt tim và ngọc trai kết hợp. Trên tay mình là hai màu, màu vàng hồng và màu vàng gold. Mẫu này có cả màu trắng. Màu trắng hiện giờ đang hết nên video này chỉ có hai màu thôi. Chúng ta cùng xem mẫu màu vàng gold. Sản phẩm được thiết kế có hai dây. Dây trên ngắn, có gắn một hạt tròn được làm sáng bóng như ngọc trai. Hạt tròn được xỏ xuyên qua tâm, có thể di chuyển được. Phần dây dưới dài hơn, có mặt tim, cũng được dây xỏ xuyên qua, cũng có thể trượt tự do. Sản phẩm được làm dây mảnh kết hợp với mặt tim nhỏ nên cực kỳ dễ thương. Chiều dài của dây là 40cm, có phần dây size là 5cm. Tiếp theo là mẫu màu vàng hồng. Mẫu này cũng được rất nhiều khách hàng lựa chọn, có độ sáng bóng tuyệt vời. Đặc biệt là màu này dễ mang, đẹp mà không chói lóa. Thiết kế hoàn toàn giống như màu vàng gold. Cả hai màu đều được làm chung một chất liệu là thép không rỉ, nên hoàn toàn không gây dưỡng da và không bị oxy hóa.